Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm đào ngâm tại nhà. Đào ngâm các bạn có thể làm được rất nhiều loại thức uống luôn, nhưng mà đơn giản nhất là các bạn chỉ cần pha với lại một chút xíu nước lọc, rồi mình đập thêm vài viên đá lạnh vào thì mình có thể uống được. Đào ngâm thì nhiều bạn làm vẫn chưa có thành công. Thứ nhất là nó rất là nhanh hư nè, rồi nó bị lên men, rồi nó bị nổi bọt, rồi có khi là các bạn làm nó không có được giòn ha. Thì hôm nay Cười Khúc Khích chia sẻ với các bạn những cái bí quyết giúp các bạn làm đào ngâm tại nhà thật là ngon luôn. Đây, mời các bạn nha. Nước uống từ đào ngâm. Cái nước uống từ đào ngâm á các bạn thì nó sẽ có cái vị ngọt ngọt, thơm cái mùi đào và rất là dễ uống. Nhiều khi là các bạn đi làm hay là những cái buổi mà trưa hè nóng nực á thì các bạn có thể làm một cái ly nước đào như thế này, mát lạnh luôn tại nhà, vừa thơm ngon mà lại an toàn cho sức khỏe nữa ha. Đó, còn đây là những cái miếng đào ngâm nè. Đó, mời các bạn nha. Nó chua chua, ngọt ngọt và đặc biệt là rất thơm luôn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm đào ngâm tại nhà thì hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn, để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm cái đào ngâm á, thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là đào ha các bạn, đào nè. Đào để làm đào ngâm thì mình sẽ lựa cái trái đào nó hơi sống sống một chút, tại vì lựa đào chín đó các bạn, thì trong quá trình mà mình tách hạt ra thì nó dễ bị nát lắm. Mặc dù đào chín thì nó sẽ thơm mà nó ngon hơn ha. Nhưng mà ăn thì nó cũng không có giòn bằng cái đào sống này. Sống thì nó sẽ cứng, nó cứng mà nó chắc cái trái đào lắm. Thì ở đây là mình có là 1,5 kg nha các bạn, 1,5 kg đào. Đường thì mình dùng là đường vàng. Các bạn có thể dùng đường cát cũng được, nhưng mà đường vàng thì nó hợp với cái đào hơn. Rồi một chút xíu muối và một chút xíu vani cho nó thơm. Rồi bây giờ về cái trái đào á, thì sau khi mà các bạn đã rửa sạch với nước lạnh rồi, bây giờ mình sẽ ngâm muối nha các bạn. Các bạn ngâm ít nhất khoảng 10 phút đến 15 phút. Mình ngâm như vậy để cho cái vỏ đào nó sạch. Nó sạch thì chút nữa mình mới gọt, mình sử dụng luôn cái vỏ đào. Còn nếu mà cái vỏ đào mà các bạn rửa không sạch á thì mình làm cái vải ngâm, cái đào ngâm nó sẽ bị hư ha. Bạn lưu ý. Và khi mà các bạn ngâm cái trái đào á thì các bạn lưu ý là mình sẽ bỏ đi cái cuống chỗ này nè ha, mình bỏ đi. Các bạn có thể dùng cái mũi dao á. Đấy, các bạn có thể dùng cái mũi dao, các bạn lệ cái cuống nó bỏ đi ha, để cho nó sạch. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vào đây là 1 lít nước. Đường thì mình sẽ cho là 400g đường nha các bạn, đường vàng. Rồi muối thì mình sẽ cho là một chút xíu muối, khoảng một cái đầu đũa muối thôi, để cho cái đào ngâm của mình nó có cái vị nó đậm đà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp và các bạn nấu cho cái nước đường này nó tan chảy ra, cái đường nó tan chảy ra và cái nước này nó sôi lên nha. Cái nước đường sau khi mà nấu xong thì các bạn phải để cho nó nguội nữa rồi mình mới ngâm cái đào. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi gọt đào. Thì bây giờ để gọt đào, các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái nồi nước như thế này. Mình sẽ bắt vào đây một cái miếng chanh nhỏ nhỏ ha, vài giọt thôi để cho nó chua cái nước. Muối thì mình sẽ cho là 1 thìa cà phê muối. Thì cái đào sau khi mà các bạn gọt rồi, mình sẽ ngâm trong cái thau, cái nồi nước muối và chanh này, thì nó sẽ giúp cho cái đào mình trắng hơn, nó không có bị đen nha. Đây, bây giờ về cái đào đầu tiên thì mình sẽ gọt vỏ ra ha. Gọt vỏ ra là mình ngâm cái trái đào trong cái thau nước, cái nồi nước muối và chanh loãng này. Sau khi mà các bạn gọt ra rồi thì mình sẽ lấy cái phần vỏ đào, mình nấu nước đường luôn, để mình tạo cái mùi thơm á các bạn. Bản thân cái đào này mà các bạn nấu lâu quá thì nó sẽ bị mềm, nó không ngon. Nên là mình sẽ dùng cái vỏ đào để mình nấu nước cho nó thơm, thơm cái nước. Các bạn có thể dùng cái nước đào, nước đường đào để mình làm trà sữa nè, làm pha nước soda mình uống. Rất là nhiều cái loại nước uống ngon từ cái trái đào ngâm này. Bởi vậy nên cái bước ban đầu các bạn cần phải sơ chế cái vỏ đào cho thật là sạch ha, ngâm muối lâu. Đây là cái vỏ đào ha, sau khi mà các bạn đã gọt hết rồi mình cho vỏ đào vào trong nước đường này luôn. Mình nấu nó khoảng 10 phút nha các bạn, 10 phút đến 15 phút để cho nó ra hết cái mùi thơm trong cái vỏ đào. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi tách cái phần thịt đào ra. Cái vỏ này chút nữa nấu xong thì các bạn nhớ vớt ha. Bây giờ về cái đào các bạn tách hạt thì các bạn có thể là chọn một đó là mình tách làm phân nửa. Tách một phân nửa thì nó sẽ đẹp và cái nhưng mà nó sẽ lâu. Ví dụ như mình tách phân nửa như thế này nè các bạn, thì nhìn cái đào kiểu như nó to, nhìn nó đẹp thôi nhưng mà nó lâu lắm. Còn các bạn muốn nhanh thì mình chẻ đôi, chẻ làm 6, làm 7 nó ra như thế này ha, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nó ví dụ như các bạn sắn một miếng nó nhỏ nhỏ thôi ha, rồi các bạn tách ra đó như vậy nè, thì nó sẽ nhanh hơn.
À, còn các bạn mà chẻ ra phân nửa như thế này á, là mình lấy cái hạt nó ra lâu lắm. Đào mà các bạn muốn tách hạt dễ á, thì đào nó phải còn sống ha, nó sống tách hạt nó dễ hơn, nhưng mà bù lại thì nó lại không có đẹp và nó không có vị ngọt nhiều, không thơm nhiều giống như là đào mà chín. Đào chín thì nó lại có cái nhược điểm là nó dễ bị nát lắm. Rồi cái vỏ đào sau khi mà mình nấu được khoảng 15 20 phút rồi đó các bạn thì mình vớt ra. Thì cái vỏ này thì bây giờ mình bỏ ha, tại vì chú ý là mình nấu để cho nó ra cái mùi thơm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái đào vào mình luộc, và khi mà luộc đào thì các bạn lưu ý là ví dụ như những cái đào mà các bạn tách làm đôi á thì nó sẽ luộc lâu hơn ha, nó khoảng luộc khoảng 7 phút á. Còn đào mà các bạn chẻ làm tư làm sáu á, nhỏ như này nè, thì mình luộc khoảng 5 phút thôi nha các bạn. Nếu mà mình luộc chung hết á thì cái đào ví dụ như miếng to này nó sẽ ngon, nó sẽ giòn, nhưng mà những miếng nhỏ thì nó sẽ bị mềm ha, bạn lưu ý. Nhưng bây giờ mình sẽ cho những cái miếng đào to nè, mình luộc trước, luộc tầm khoảng 2-3 phút thôi, rồi mình cho cái phần đào cắt bụng á cho vào. Rồi sau khi mình luộc được khoảng 2-3 phút rồi đó, bây giờ mình cho hết cái này vào luôn ha. Các bạn luộc thêm cho mình khoảng từ 5 đến 7 phút nữa. Rồi sau khi mà các bạn đã luộc khoảng từ 7 đến 10 phút rồi á, thì bây giờ mình tắt lửa ha, mình tắt lửa, các bạn đậy nắp lại. Mình sẽ tiếp tục là mình ủ trên bếp này khoảng 20 cho đến 30 phút nữa nha các bạn. Ok ha, để cho cái trái đào của mình nó chín hẳn hoàn toàn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong cái nồi đào này á, là một khoảng một thìa cà phê vani nha các bạn, để cho nó thơm. Sau khi mà các bạn ủ xong rồi đó, lúc này thì cái nước nó vẫn còn rất là nóng ha, thì mình sẽ chờ cho nó nguội rồi mình mới cho nó vào trong một cái hũ á, rồi các bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Để bên ngoài thì vẫn được nhưng mà nó sẽ không được lâu, tại vì bên ngoài cái điều kiện vệ sinh nó không có đảm bảo ha các bạn. Mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Thời gian bảo quản thì các bạn có thể bảo quản được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần ha. Ví dụ như để lâu hơn thì vẫn được, nhưng mà để lâu hơn thì cái mùi thơm nè, rồi cái độ giòn của cái đào á, nó không còn ngon nữa. Nên là các bạn có thể là mình ăn dần ha, ăn dần trong 1 tháng là ngon nhất. Đó thì ok, thì hy vọng là qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn cách làm đào ngâm tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món đào ngâm này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.